Hai mọi người, lại là tôi đây. Sáng nay chúng ta sẽ ăn món bún chay mọi người, với ung khoai đen đá mọi người. Đây mọi người, món bún chay mọi người. Ly khoai đen đá mọi người. Mời mọi người vô ăn thôi mọi người, mời mọi người ăn sáng, mọi người ăn sáng luôn phải bún chay nước mắm chay rồi. Này có bánh bắp chiên mọi người, với thịt mọi người, này thịt đông mọi người, thì bằng mấy cái sườn heo mọi người, sườn lát chay mọi người, củ cây đỏ, đậu hũ mọi người, đậu hũ giá gì leo với dầu thơm mọi người, phộng. Trộn cho nó đều lên cho nó ngon. Mấy cái cách ăn này ớt vàng luôn.
bao đắng luôn. Ngon mọi người, cũng chạy ngon. Cây bên bắp ăn chiên thơm rồi. Cây thịt lát chay ớt vàng rồi. Ngon. Về bào rắn rồi. Chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người có một bữa sáng thật là ngon miệng và một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người. Ớt hơi cay mọi người, nhiều.